Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn tìm kiếm các chỉ số về kinh tế xã hội của các nước trên thế giới. Video này sẽ trả lời cho một số bạn muốn tìm hiểu về dân số, về thu nhập bình quân đồng người, các chỉ số cơ bản về y tế của các nước và tất nhiên là rất nhiều các cái chỉ số quan trọng khác. Tôi là tiến sĩ bác sĩ Vũ Duy Kiên đây, rất vui được chào mừng các bạn đến với kênh youtube của tôi. Nguồn dữ liệu mà tôi muốn giới thiệu với bạn đến từ trang web của Ngân hàng Thế giới. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng nhau vào Google và chúng ta sẽ đánh chữ là Data và World Bank. Sau đó thì Enter. Thì lúc này chúng ta sẽ đến với cái trang, cái trang World Bank với cái đường link đầu tiên ở trên này và chúng ta sẽ click vào đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái một cái trang web của World Bank và chúng ta nhìn thấy ở đây này có một cái ô tìm kiếm thì cái ô tìm kiếm này nó sẽ giúp chúng ta có thể tìm kiếm các cái chỉ số mà chúng ta mong muốn và đồng thời chúng ta cũng có thể tìm kiếm theo country tức là theo tên của các cái quốc gia từ từng cái quốc gia ở trên thế giới và các cái chỉ số liên quan thì bây giờ chúng ta sẽ thử các tìm kiếm thứ nhất chúng ta sẽ điền vào trong cái cái ô tìm kiếm ở đây nhá giả sử như là chúng ta muốn tìm hiểu về cái tổng thu nhập bình quân theo đầu người thì chúng ta sẽ đánh chữ gdp Đấy. Vì khi chúng ta đánh vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy là GDP per capita này theo đô la Mỹ này. Nhớ tôi kích vào đây. Đấy. Thì lúc này chúng ta đã có cái một cái biểu đồ nó thể hiện là cái tổng thu nhập bình quân đầu người trên toàn thế giới và theo các cái năm. Giả sử như chúng ta muốn tìm hiểu về các cái quốc gia thì chúng ta kéo xuống phần phía dưới này này. Thì chúng ta kích vào các quốc gia thì chúng ta sẽ thấy được là cái tổng thu nhập bình quân đầu người theo các từng năm của các cái quốc gia. Thì giả sử như là chúng ta xuống là Việt Nam đi Đấy chúng ta click vào Việt Nam nhé Việt Nam là cái số liệu cũng tương đối mới là năm 2019 Thì chúng ta click vào đây Đấy thì chúng ta sẽ là nhìn thấy là cái tổng thu nhập bình quân theo đầu người của Việt Nam Theo các năm Và chúng ta thấy là đến những cái năm hiện nay là năm 2019 Thì tổng thu nhập bình quân đầu người nó vào khoảng là 2.700 đô la chúng ta thấy ở phía bên cạnh này nó có cái phần là download tức là tải xuống chúng ta có có thể tải các cái số liệu này xuống ở dưới dạng cái file csv và các cái file excel để chúng ta click vào đây thì chúng ta có thể tải xuống cái dữ liệu này và chúng ta có thể mở ra ở trên file excel ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu các cái chỉ số khác ở đây chúng ta click vào đây để chúng ta tìm hiểu các cái chỉ số khác Chúng ta ở đây có các cái lựa chọn là line, chúng ta nhìn thấy là cái biểu đồ dạng line hoặc dạng 3 hoặc là chúng ta lại click vào đây là map, tức là nó sẽ thể hiện là cái biểu đồ theo cái dạng là các cái quốc gia ở trên thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ tắt nó đi nhé. Đấy. Và bây giờ chúng ta có thể tìm hiểu theo một số các cái chỉ số khác, ví dụ như là mortality, tức là cái tỷ lệ tử vong chẳng hạn. Mortality thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái chỉ số về tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống. Thì chúng ta kích vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh trên 1.000 trẻ đẻ sống. Nó đã giảm rất nhiều trong cái thời gian qua trên toàn thế giới. Đấy là cách tìm. Tức là khi mà chúng ta đưa các cái keyword, tức là các cái từ khóa vào đây thì chúng ta có thể tìm tìm được các cái chỉ số mà theo chúng ta mong muốn. Và chúng ta nhìn thấy ở đây này có cái data bank ở đây này Nó là có một công cụ online để chúng ta có thể so sánh Giả sử như ta, chúng ta click vào đây nhé Đấy lúc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái bảng nó hiện ra như thế này Và chúng ta thấy là nó đang lựa chọn là ở đây nó có là 264 quốc gia và các cái vùng lãnh thổ chắc chắc là như vậy Và bây giờ giả sử như là bạn muốn so sánh toàn bộ Thì bạn có thể lấy tất hoặc là bạn có thể so sánh một số quốc gia thôi Thì bạn có thể bỏ cái phần lựa chọn đi này bỏ phần lựa chọn đi nhé apply trên này đấy thì lúc này chúng ta đã bỏ đi rồi giả sử bây giờ chúng ta chỉ lựa chọn một số quốc gia thôi đấy mấy cái nước này thôi chẳng hạn Bangladesh đấy và sau đó thì chúng ta apply trên rồi thì lúc này thì chúng ta chỉ còn lựa chọn lại có ba nước thôi đấy thì lúc này chúng ta đây là dạng bảng này chúng ta có thể kích vào đây dạng chat này để chúng ta xem nó thay đổi như nào nhé Đấy chúng ta nhìn thấy là ở dạng chat này. Rồi thì ở dạng map này. Chúng ta click vào đây. Và tôi là click vào đây rồi nhưng mà dường như là cái map này nó đang không không hoạt động. Thật sự như chúng ta click vào cái phần meta này xem nó ra cái gì nhá. Đấy phần meta này thì hiện nay nó cũng không có thông tin gì cả. Và chúng ta thấy ở phía cuối cùng này có cái phần download này. Đấy thì chúng ta cũng hoàn toàn sau khi chúng ta lựa chọn xong thì chúng ta cũng có thể lựa chọn là tải cái file này xuống để chúng ta có thể đọc ở trên máy tính của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trang web lúc đầu nhé. Bây giờ chúng ta quay trở lại cái trang web lúc trước này. Đấy chúng ta quay trở lại đây này. Và chúng ta sẽ bỏ cái này đi này. Đấy bỏ cái phần lựa chọn này đi này. Và chúng ta sẽ thử cái tính năng là country và indicator. Đấy bây giờ chúng ta kích vào country này. Đấy thì lúc này chúng ta có thể lựa chọn đến từng quốc gia giả sử như chúng ta lựa chọn Việt Nam chẳng hạn đấy vần chữ V này chọn Việt Nam nhé đấy thì ở đây chỉ chúng ta thấy là có các cái chỉ số cơ bản của một cái quốc gia đấy về GDP này về dân số này để chúng ta có thể tìm hiểu rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt cái này đi này đóng lại này và chúng ta click vào indicator những mà click vào đây đấy thì chúng ta nhìn thấy ở đây này Nó có rất nhiều các cái chỉ số khác nhau Về các cái lĩnh vực Đây là về nông nghiệp này Đấy các cái chỉ số khác này Về biến đổi khí hậu này Và chúng ta kéo xuống dưới này này Nó sẽ có cái phần chỉ số về y tế Đấy về y tế đây chẳng hạn Đấy thì khi chúng ta click vào đây Thì chúng ta sẽ có các cái chỉ số này Ở trên phạm vi toàn cầu Hoặc là chúng ta sẽ có cái chỉ số này theo từng quốc gia thì chúng ta lựa chọn tương tự như vậy giả sử ở đây ta muốn tìm hiểu về cái tỷ lệ tiêm chủng uh, sởi chẳng hạn vaccine sởi của trẻ từ 12 đến 23 tháng như kích vào đây nhé đấy thì đây là cái tỷ lệ tiêm chủng bao phủ tiêm chủng của vaccine sởi trên toàn thế giới và khi chúng ta kéo xuống phía dưới này này thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu thấy được các cái tỷ lệ tiêm chủng này của từng các quốc gia kéo xuống phía dưới nữa nữa thì sẽ tìm thấy cái chỉ số này của Việt Nam. Đấy nói tóm lại là đến đây thì bạn đã hiểu một cách cơ bản về cách tìm kiếm các cái chỉ số liên quan đến uh, văn hóa, kinh tế, xã hội, rồi đi y tế của các cái quốc gia trên thế giới. Và bạn có thể tìm kiếm theo từng quốc gia và có thể tìm kiếm kiếm dựa trên từng cái chỉ số đó. Có cái có các cái thông số của toàn thế giới và thông số chi tiết cho từng quốc gia theo từng năm xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với vũ duy kiên để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi